Rồi, hello, chào mừng quý anh chị đã trở lại với kênh Mỹ Mô Tô của em nha. Hôm nay thì em có trở lại cửa hàng xe mới ở Bình Dương nha anh chị các bạn. Cũng tiếp tục cập nhật cho anh chị các bạn mình mẫu xe nhập khẩu nè. Xcenter 150 với lại là Mệt Kinh 150 nha anh chị. Hôm nay mình sẽ đồng hành với Trinh nè, sẽ cập nhật giá tháng 9 nha, cuối tháng 9 rồi. Chào em. Dạ em chào anh nha, xin chào tất cả mọi người. Thì ở video này em sẽ cập nhật cho cả nhà về một dòng xe của nhà Yamaha đang rất là hot luôn nha cả nhà, đã có trong nước và có nhập khẩu luôn. Và cái mẫu xe mà em Trinh đang đứng gần đây nhất đó chính là mẫu Mới Kinh 150 được nhập còn nguyên chiếc Indo, hay còn gọi là ép nhập đó cả nhà. Phân khối là 150 nha. Có nhiều anh hay hỏi là ép 155 không có nhập hả? Là ép 155 không có nhập, chỉ có 150 là có nhập thôi nha cả nhà. Đó, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo về đó, cái bác gắn biển số ở trước này là hàng của Indo cả nhà, nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo về luôn á cả nhà. Màu cái này nó có thêm cái giò đạp á em. Dạ đúng rồi, cái bản nhập thì có cái chân đạp, còn cái bản Việt thì không có nha cả nhà. Bản E của Việt Nam thì không có đó, cho nó thôi. Cái lại số khung số máy nó khác nha các bạn. Đúng rồi, số khung số máy khác. Còn hình như anh thấy cái bản này màu zin mà anh thấy cái mâm nó lạ lạ cho em. Dạ màu zin anh, chiếc này là zin nguyên chiếc, nó từ nhà máy nhập về á, bên em không có sơn gì hết á, mâm này cũng là mâm zin luôn. Các bạn mình có thấy khác lạ gì không? Mâm á. Dạ, mâm hai màu khác nhau. Đúng rồi. Một ở trước màu xanh, sau là màu đen á, nhà ở trước thì thêm về màu xanh, sau là đen ha. Đây cả nhà quan sát nè, màu xanh ngọc á. Màu zin của nhà máy nha các bạn ơi. Dạ. Ví dụ như mấy anh chị mà muốn chạy xanh hết hoặc là đen hết thì có thể sơn nha cả nhà. Ví dụ như muốn chạy xanh hết thì sơn cái mâm sau, và muốn chạy đen hết thì sơn cái mâm trước ha. Vì em có hỗ trợ sơn lên luôn. Đó. Rồi cả nhà quan sát màu này, màu zin nha. 150. Đó, phân khối 150. Đấy, bên mình có kiểu như là tích hợp cái nha này cho gọn á, nhiều anh chị các bạn mình cũng thích gọn á em. Dạ có, bên em có hỗ trợ tích hợp xi nhan luôn. Cắt lại cái đuôi cho gọn lại luôn giống như Sonic á. Nhìn đẹp lắm cả nhà. Thì cái này nó vướng, với lại nhiều anh chị ở trọ này kia nó nhỏ, chắc vào chắc ra nó hay vướng á, thì nên làm cái này cho nó tiện ha. Thì bên em hỗ trợ giá, giảm giá thêm cho mấy chị để làm cho nó đẹp luôn. Đó. Rồi cả nhà quan sát nha. Xe thì chưa có lắp bình cho nên em Trinh không có mở cái màn hình lên cho mấy chị xem được. Đó, vẫn còn đang dùng có cơ nha cả nhà. Đó. Rồi. Đấy, bản này hiện tại bao nhiêu em? Hiện tại bên em đang bán ra với giá là 45 triệu. Mấy chị có liên hệ đặt lịch trước em giảm 2 triệu là còn 43 thôi. Đó. Đối với mẫu xe này thì mua góp thì chỉ cần chuẩn bị cho em tầm khoảng 4 củ là rước xe về rồi nha. Rồi. Rồi, ngoài màu này ra thì mình còn màu nào nữa không em? Dạ có anh, còn màu đỏ nữa, đỏ đen nè mọi người. Đỏ này là kiểu đỏ tươi cả nhà, đỏ đen, màu này cũng là màu zin luôn. Nó có thiết kế, cái tem nó cũng giống với cái bản màu xanh đó cả nhà. Đó, khá là giống với bản màu xanh, nó chỉ khác cái màu thôi, còn thiết kế tem thì giống nhau nha. Đây cả nhà quan sát nè. Cái màu này thì nó có hai màu khác nhau vậy, nó có giá nó có chênh lệch không hay là sao? Dạ không anh, bằng giá nhau hết, bằng giá nhau hết cho mấy anh chị. Đó. Rồi ngoài hai cái màu zin này ra, ví dụ mấy anh chị muốn sơn lên màu 3D á, hoặc là muốn thiết kế tem như thế nào thì cứ inbox cho em nha. Gửi cái mẫu qua Zalo cho em sẽ hỗ trợ lên màu cho mấy anh chị. Đặt sơn thì tầm khoảng 2 đến 3 ngày là có xe thôi. Đó. Tại vì màu sơn 3D thì thường là nó sẽ không có sẵn, màu zin thì có sẵn, nhưng mà sơn 3D thì mấy anh chị muốn sơn theo ý của mình thì phải đặt. Đó. Rồi. Đấy. Nhiều anh chị mình nha, cũng còn thích những cái bản Xcenter 150 bản cũ như thế này nè các bạn. Dạ. Cái lại là Mệt Kinh nhập khẩu nè, thì em cũng quay cho các bạn mình xem luôn. Nếu anh chị các bạn mình yêu mến hãy cho một like ha, và nhớ chia sẻ video ha, đừng quên đăng ký kênh để liên tục cập nhật những video mới nha anh chị các bạn. Ở đây cập nhật cho các bạn mình luôn mẫu trong nước đi em. Trong nước này cả nhà, đã nhìn vào là biết là trong nước luôn á cả nhà. Cái mặt nạ nó không có cái bát gắn biển số này. Bản này là bản màu kiểu mấy anh chị hay gọi là trắng ngọc trai á. Đó. Đó, đi với cái tem mà màu hơi tím xíu cũng rất là đẹp nha cả nhà. Màu này cực kỳ đẹp luôn á mọi người. Đó, rất là đẹp luôn nha. Màu trắng ngọc trai chứ không phải là trắng theo kiểu trắng bình thường á, ngọc trai nó mâm nó có cái viền tím nữa các bạn, rất đẹp đó. Rất là đẹp luôn cả nhà. Có một số anh thì không có thích 155, kêu là 155 nó hơi to, thì vẫn còn cái thích cái dáng của 150 đó. Đây cả nhà quan sát nha. 150 hiện tại 100% là dùng chìa khóa cơ hết nha cả nhà. Nếu mà anh chị mà muốn bảo vệ xe thêm á thì gắn thêm thiết bị định vị hoặc là chống trộm để bảo vệ xe, thì bên em đang hỗ trợ giảm 50% khi mà mấy anh chị mua thêm xe mới á. Các bạn mình yêu mến những cái màu trắng đen mà có pha chút tím như thế này thì không thể nào bỏ qua chiếc này nha các bạn. Đúng rồi, màu này đẹp lắm cả nhà, nhìn ở ngoài đẹp lắm luôn á. Chạy thì nói chung bảo quản hơi cực xíu nhưng mà màu cực kỳ đẹp luôn nha mấy anh chị. Đó. Đó. Rồi, giá thì bao nhiêu em? 150 bản Việt Nam thì hiện tại giá mềm hơn, nó chỉ có 43 thôi. Có liên hệ trước em giảm 2 triệu là còn 41 thôi nha mấy anh chị. Đó. Tất cả các màu bằng giá nhau hết, mấy chị muốn lựa màu nào thì lựa nha. Đây, ở đây thì em có màu bạc nữa nè.
Màu này là nhiều anh hỏi lắm nè mấy anh chị, tại vì nhà máy sản xuất ra rất là ít luôn, lâu lâu mới được một hai chiếc, vài chiếc thôi. Đó, bản này là bản zin nguyên chiếc từ nhà máy, là mâm này là mâm kem luôn. Cà vẹt sẽ ra là bạc đen nhau thôi nha mọi người, chứ không có kem nha. Đó, thấy cả nhà, mâm kem luôn nha mấy anh chị, mâm này mâm zin của nhà máy luôn á. Rồi, màu xanh bên đó là sao em? Màu xanh này là màu sơn, bên em sơn lên đó cả nhà. Màu xanh đi với bạc, bên em sơn lên màu xanh này rất là đẹp luôn nha. Đó, ngoài màu sơn này ra thì mấy anh chị muốn sơn lên màu nào thì cứ inbox Zalo cho em hỗ trợ lên sơn theo ý của mấy anh chị nha. Mấy anh chị yên tâm về vấn đề màu sơn, bên em bảo hành này, hỗ trợ đổi bao cà vẹt cho mấy anh chị chạy. Rồi, rồi đối với dòng ẹp 150 này thì mấy anh chị mua góp chỉ còn trả trước cho em tầm khoảng 3 củ đứa xe về rồi nha. Có căn cước công dân là mang lên cửa hàng mình bao đậu sơ cho mấy anh chị luôn á. Rồi. Ok em, bỏ qua 150 thì mình đến 155 đi em. Dạ đây, 155-2023 hiện tại rất là ít xe luôn nha mấy anh chị. Ở đây thì ở trên showroom mình em còn hai màu, một màu zin và một màu sơn 3D. Còn ở kho hình như là còn cũng được vài chiếc nữa thôi. Đó, đó là bản 23, còn bản 24 thì bên em về bao la luôn. Tại vì 24 là nhà máy đã đang sản xuất và đang sản xuất cho nên là về liên tục. Còn riêng 23 thì nhà máy bỏ mẫu rồi, còn bao nhiêu thì em trình bán bấy nhiêu thôi. Em đầu tiên là cái bản trắng đỏ giới hạn kỷ niệm 60 năm. Bản này thì cũng có rất là nhiều anh đang tìm kiếm này. Đó. Hiện tại thì bên Trinh đang bán ra với giá là 44, giảm 2 cũ là còn 42 thôi nha mấy anh chị. Có khóa smart key, cổng sạc đầy đủ luôn nha. Đó. Rồi, nha quan sát nha. Bản này màu zin ha cả nhà, màu zin của nhà máy. Rồi, tiếp theo là bản màu xám xi măng. Bản này là xám xi măng đi với cái tem màu vàng vàng gold á, cũng rất là đẹp, nhìn rất là sang luôn á cả nhà. Bản này thì có khóa smart key luôn. Đó. Rồi. Mâm này là mâm sơn nha cả nhà. Mấy anh chị mà không thích mâm cam thì bên em sẽ hỗ trợ đổi về mâm đen nha mấy anh chị. Đó. Bản này hiện tại bên em đang bán ra với giá 45, em giảm 2 củ là còn 43 thôi. Là cả màu sơn, khóa smart key, cổng sạc đầy đủ luôn nha. Đó. Đấy, khá là mềm nha các bạn. Các bạn mình còn yêu mến cái bản Exciter 155 bản cũ này thì mình cứ nhanh liên hệ cho Trinh nha các bạn ơi. Tiếp sau đây thì mình sẽ lướt cho anh chị các bạn mình một số màu sơn của cũng như là màu zin của ad 155 nè, 2024 ABS nha anh chị các bạn nha. Đây. 55-2024. Đây cả nhà, ở đây thì bên em có dần dần để sơn màu cho bản 24, tại vì 23 hết xe rồi thì bắt buộc phải lên cho bản 24. Đó, bản 24 thì có màu đỏ candy nè. Tem với màu rất là quen thuộc rồi đúng không cả nhà? Bên em là lên liên tục luôn đó cả nhà. Đó, nhà quan sát nha. Rất là đẹp luôn nha. Rồi, tiếp theo đi. Rồi. Đây, ở đây thì có màu đen. Màu đen này cũng là sơn luôn. Có nhiều anh chị cứ tưởng là màu zin đó cả nhà. Tại vì sơn quá đẹp luôn. Mà màu này là màu sơn, chứ không phải là màu zin ha. Rồi. Màu zin có màu đen ở phía dưới kìa em. Đúng rồi, màu zin là có đen cho nâu các bạn này. Mình xem nè. Đó. Đen khá nâu là đẹp các bạn. Đen nâu kiểu cánh gián á cả nhà, nhìn đẹp lắm luôn á mọi người. Bản này là bản cao cấp RC không có ABS. Đó. Phiên cái màu này mình trông khá là liền màu em. Dạ, đẹp ha. Rồi. Rất là đẹp luôn. Bản tiêu chuẩn cũng có đen, rồi bản cao cấp không ABS cũng đen, cũng có đen luôn. Và bản ABS cũng có đen luôn nha mấy anh chị. Và Trinh thấy là màu nào cũng đẹp luôn. Yamaha cho ra những cái bản màu rất là đẹp. Đây cả nhà. Đó, 2024 nha, khóa smart key. Cổng sạc đầy đủ nhưng mà chỉ là không có fan ABS thôi. ABS là màu khác. Rồi, giá nhiêu em? Giá hiện tại là 47, em giảm 2 triệu là còn 45. Đó, bản này bản cao cấp nha. Em quay chiếc nào là báo giá chiếc đó nha mấy anh chị. Còn bản tiêu chuẩn thì rẻ hơn nhá. Rồi. Ok. Tiếp theo là bên này là màu zin nữa nè. Đó. Màu zin, màu sơn đầy đủ luôn nha mấy anh chị. Đầy đủ luôn. Rồi. ABS này. ABS thì có màu trắng với lại màu xám. Đó, cả nhà quan sát nha. Rồi, màu đen thì hiện tại bên em lên khá là nhiều luôn á mấy anh chị. Tại vì hình như là nhiều khách đặt á, nên em lên nhiều nè. Cái bản cao nhất của Exciter 155 ABS luôn á, khóa thông minh cũng sạc điện thoại luôn, là giá hiện tại bao nhiêu em? 49.500 anh, có liên hệ trước em giảm 2 triệu là còn 47.500 thôi. Em sẽ hỗ trợ thêm chi phí xăng xe lại khi bán chị lên cửa hàng mua xe nha. Là ngoài giảm 2 triệu đó ra thì em hỗ trợ thêm chi phí đi lại luôn. Và hiện tại bên em vẫn đang hỗ trợ ship xe toàn quốc này, thu xe cũ đổi xe mới và gửi hoa hồng cho mấy anh chị khi mấy anh chị dắt người thân lên cửa hàng gặp em Trinh mua xe. Chi tiết như thế nào thì cứ inbox Zalo số em có ghi dưới màn hình hoặc là alo trực tiếp, là sau đó em sẽ tư vấn cụ thể chi tiết hơn nha. Hiện tại thì bên em vẫn đang hỗ trợ ship xe toàn quốc cho mấy anh chị luôn, nhận đặt sơn theo yêu cầu của khách hàng luôn ha. Rồi. Ngoài ra thì bên em còn có rất là nhiều dòng xe khác. Đối với những dòng xe từ 40 triệu trở xuống thì em Trinh sẽ hỗ trợ mua góp không cần trả trước, chỉ cần đủ 18 tuổi, có căn cước công dân lên cửa hàng gặp em Trinh là bao đậu hồ sơ cho mấy anh chị luôn.
Rồi, còn em xin hỗ trợ tư vấn gì cứ nhắn tin Zalo cho em nha. Nhớ chia sẻ video và đăng ký kênh nha. Bye bye cả nhà.